việc các cơ quan trung ương và làm việc về các sai phạm ở Đà Nẵng, thì để cơ quan chức năng làm việc đúng quy trình, rồi những cơ quan có chức năng, những người có chức trách sẽ công bố kết quả, chứ mình không việc gì phải suy diễn, đồn đoán, tung tin qua lại với nhau, nói về những việc nửa hư, nửa thực. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu như trên trong cuộc họp với lãnh đạo, cán bộ các cấp, cơ sở trực thuộc chính quyền thành phố trước việc vừa qua Đà Nẵng có nhiều vấn đề đã được công bố hoặc báo chí nêu, như việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố vi phạm của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch thành phố phối hợp điều tra việc mua bán 9 dự án, 31 nhà công ở Đà Nẵng. Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án ở bán đảo Sơn Trà. Phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo, cán bộ, các cấp, cơ sở trực thuộc chính quyền thành phố sáng 23 tháng 9, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh lại trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng trong tất cả các công việc của thành phố. Ông nêu ví dụ từ công bố của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với sai phạm của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố để thấy rõ điều này. Ông Thơ cũng cho rằng những việc ông phải chịu trách nhiệm như trong kết luận thanh tra về quản lý đất đai và trật tự đô thị là rất nhiều vấn đề, chứ không riêng gì những vụ việc đã được điểm danh như xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà, vụ khách sạn Mường Thanh, ở nhiều lĩnh vực của nhiều cơ quan, ban ngành trực thuộc chính quyền thành phố. Ông Huỳnh Đức Thơ nói, có những việc mình nghĩ sẽ không bao giờ người ta truy cứu đến mình, thì cuối cùng mình phải chịu trách nhiệm mà bị nặng. Toàn bộ sai phạm của thành phố này có thể xảy ra ở bất cứ ngành hay lĩnh vực nào ở cấp cơ sở, nhưng cuối cùng người đứng đầu thành phố phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Thơ cũng cho rằng lãnh đạo hay cán bộ đừng lo ngại trách nhiệm mà sinh ra tâm lý lo sợ, dè chừng, làm công việc chậm lại. Dù ai nói gì, dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn tin có một sự thật là Đà Nẵng vẫn đang phát triển, là điểm đến thu hút của các nhà đầu tư, hấp dẫn du khách. Nên ai nấy nên lo làm tròn công việc của mình để hoàn thành công việc được giao, vừa là trách nhiệm của người cán bộ mà cũng là giữ gìn niềm tự hào của người Đà Nẵng, ông Thơ nói với các lãnh đạo, cán bộ ở các cơ sở trực thuộc chính quyền thành phố. Ông Thơ nhấn mạnh, nhắc nhở các lãnh đạo, các cấp, các bộ, ngành trực thuộc chính quyền thành phố, việc cơ quan trung ương vào làm việc về các sai phạm ở Đà Nẵng thì để cơ quan trung ương chức năng vào làm việc đúng quy trình, rồi những cơ quan có chức năng, những người có chức trách sẽ công bố kết quả, chứ mình không việc gì phải suy diễn, đồn đoán, tung tin qua lại với nhau, nói về những việc nửa hư, nửa thực.